Hello cho mọi người, chào mọi người đã trở lại trên đường của mình ha. Thì hôm nay mình sẽ tiếp tục chơi Minecraft Mini Dragon mọi người. Hôm nay sẽ là có một mini game ở trong cái thế giới của mình mọi người. Đó chính là vượt qua khỏi nhà tù của người sói. Thì hôm nay mình và Núp sẽ hóa thân thành người sói và đi vô cái trụ kia. Núp mày đừng có rai lít vào cái trụ sau lưng nha. Cái trụ sau lưng đó là để đưa chúng ta tới thế giới của người sói mọi người. Không phải là người sói mọi người, đó chính là thế giới của những con sói. Và sau đó chúng ta sẽ tìm chìa khóa. Có chìa khóa chúng ta sẽ thử thách vượt khỏi nhà tù của bọn sói. Để có thể là có được cái trứng rồng của con người sói nha mọi người. Đó cũng như là tiêu diệt người sói ở trong cái thế giới đó mọi người. Rất là nhiều điều hay ho trong đó. Bây giờ mình đi thử chỉnh mát tốc độ để bay thử cái vòng này coi mọi người có nổi không mọi người. Cái này ta đang tập bay mày hiểu không? Ê, gồ nó đấu luôn, nó chui vô đớp gà kìa mọi người nha kìa. Một con rồng T-Rex này chứ. Nó ăn trứng luôn mọi người ạ. Bay lên cao nè. Ok nè. Từ để mình bay lấy lắp tốc độ coi. Tại vì cái này bay mát nó điều khiển khó lắm mọi người ạ. Bây giờ qua một cái tự động nó tự chậm liền à. Ôi thôi thôi mọi người, nó nhanh lắm mọi người ạ. Không có khoảng cách, nó không thể nào mà mình không thể nào mọi người, mình không thể nào bay full tốc độ với cái này được mọi người ạ. Khó cực kỳ luôn mọi người. Ui, qua được 4 vòng mọi người ạ. Qua được 4 vòng mọi người. Ui khó dễ mang luôn mọi người. Tại vì mình nó lên xuống rất là chậm mọi người. Gần như là rất là khó để mà bay qua được luôn ấy. Ui khó quá mọi người ạ. Con này bay mát tóc, mình thề mình không có khả năng nào mà bay được luôn đó mọi người. Tại vì mấy cái vòng mình nó gần nhau quá, thằng nó xịt ra một tí thì đỡ hơn. Có thể là bay được. Để thử lại một lần nữa coi. Đúng là con rồng này mát tóc là bay không nổi luôn ấy. Đào. Ui ra được à. Tới đây chỉ cầm mày luôn mọi người, mát tốc độ tới cái dòng này luôn. Ui hình như càng ngày mình càng tới đó luôn hay vậy? Trời khó lắm luôn á. Gần như phải giữ một cái vị trí này nhất định thì mới có thể bay được á. Hơi gãy. Canh được cái độ cao nhất định để bay qua được rồi, hơi khó mọi người. Ui mẹ ơi. Cháy kìa. Ui trời ơi. Nhảy xuống cho nó lẹ khó quá mọi người. Bay mát tóc gần nhưng mà bay không có nổi mọi người. Tổ lái với cái đường này mà nó quá gần nhau thì mình không thể nào. Thì nó này nó xịt ra một tí thì mình thấy khá là ok á. Rồi bây giờ qua farm ít chú gà để chuẩn bị vào thực hiện thử thách mọi người. Bây giờ cái chuồng gà này nghi lắm, con này cho nó đập liền, nó đớp á mọi người ạ. Ê bữa nay cái gà lớn lên rồi nè. Nè gà lớn lên rồi. À mày tính ra cầm cúp đi farm gà dễ hơn mày ơi. Ờ đúng rồi. Ờ nó vô nó ăn kìa mọi người, vô nó ăn gà kìa mọi người. Trời ơi gọc mình hư cái chứ kìa. Ăn mấy con rồi nó nói. Mà ăn đi, để tao cho lại trứng nè. Chứ. Giờ farm lại trứng, trời ơi 16 trứng mà được có con gà. Hai con. Thôi đi gà gọng ơi, đi gà. Trời ơi, mày chui đi, ghê quá mày. Mày nguy hiểm thật sự luôn, mày chui đó, mày định đớp hết lũ gà hả? Còn có lũ gà đấy, làm đồ ăn cho mày, mày chui vô là đói nha mày con này, hiểu chưa? Ờ, nằm ngủ đi. Không biết nhà tủ còn đồ ăn không ta? Ôi, vẫn còn đồ ăn mày quá. Rồi, ăn một miếng nè, chuẩn bị lên đường mọi người ạ. Được rồi, vô đi. Ngủ rồi. Tao bắt nó vô rồi. Được rồi mọi người, trong cái mini game này thì mình sẽ được một cái bộ đồ ôi cái khiên nè, một bộ đồ Lincoln mọi người, bộ đồ là người sói mọi người. Tao có hồn. À nè, đứa nào cũng được bộ nè, vô. Mà cái trì phèo, cái này giống nhau. Cái kiếm đó mọi người ạ, ôi. Không có nhiều đồ lấy nào. Giống nhau mà lấy một bộ thôi. Wow, đẹp ghê mọi người ơi, nhìn nè. Cái kiếm biết hiên luôn. Ui mọi người ơi, nhìn đẹp lắm mọi người ạ.
Oh my god, quá. Mày giống như con sói rồi. Đây là người sói chứ gì nữa. Ui mọi người nhìn nè, nó đẹp ghê chứ nè. Trời. Wow, quá đẹp luôn mọi người nhìn nè. Ngầu quá trời luôn. Quá trời đẹp luôn. Được rồi, được rồi. Bây giờ thì mình sẽ đi vào thế giới người sói nha. Bây giờ là mình là người sói rồi. Cái này không biết bạn pháp thuật được không ta. Để qua nhà bác ở ghen mình đi coi mình enchant được cái kiếm này không. Cái kiếm của thằng người sói hả? Sao enchant? Được nè. Ủa cái này là unbreaking. Cái này là sweeping edge. Cái này là sweeping edge. Coi dừng nó ra cái kiếm khác luôn. Không, cộng thêm thôi. Cái này unbreaking à. Ba cộng 8 level. Hơi cười mọi người ạ. Xịn không? Xịn không làm cho tao giới. Không xịn thì thôi. Cây mày mấy tấn công nữa? 9. Đây, đưa cái kiếm này tao ta làm cho. Tao lấy một sweep mình. Cây mày là fire pet. Ui, ngon vậy. Cái tao ngon hơn hả? Smile 1 và fire pet luôn. Ui, ngon ấy. Nè. Cái khiên được không ta? Cái khiên cặp hay được start gì không nhỉ? Khiên không được mọi người ạ. Cái kiếm thành màu tím rồi. Quýnh hình như ca lửa. Mày quýnh ca lửa. Sao nó mày quýnh vô gà? Mày quýnh vô gương lạc coi. Ôi, ôi lửa mọi người ạ. Đi, let's go. Đội quân người sói bắt đầu tiến hành vào trong thế giới người sói mọi người. Hey, let's go. Ui. Đây là thế giới người sói đi săn. Ui mẹ ơi, người thế. Tao đi với mày. Đi. Ê, đặt chìa khóa nè, đi theo tao nè, mày đi đâu vậy? Tối vậy. Đây là thế giới của người sói rồi, đặt theo chìa, đặt cái này để tí mỹ đường về. Cái này tí biết đường về. Ui mình đang trải nghiệm trong thế giới. Ok mình đã thấy con sói rồi mọi người ạ. Tí nếu mà mình nhìn mấy cái đuốc mình về trong đây sẽ lạc đây. Ui có con gì ghê lắm nè. Đây đây theo tao nè nó ơi, theo tao nè. Ê mày có đem pháo vàng không? Pháo vàng hả? Vàng cho mấy cục á. Ê con sói lưng mày kia. Đâu đâu. Ê có con rồng bay nữa kìa. Mày ok được coi tao được khúc xương. Ui có con chơi nữa mọi người, con chơi nữa kìa. Chơi rộng mọi người. Ui con chơi mày ơi. Thế giới này thế giới người sói mà. Ý là thế giới Lincoln á. Mày. Ui tao được tìm một cái chìa khóa nè. Link đúng cái anh chưa một. Mày hả dưới. Ê cái con bay trên trời nó không dí mình ha. Không dí con khỉ á, nó bay xuống tao quất nó hai giác. Hai nhát lên bờ xuống cuộn luôn. Ê để cắm đút mày thương. Ờ cắm đi. Ứng này thấy đúng không? Ok được rồi. Ơi thấy bên này có sành sành lắm rồi. Tìm được một chìa khóa rồi, hình như kia hai mới vô được trong thử thách nhà tù. Chỉ biết sói đi. Ui, con sói bạc đó kìa nó ơi. Quýnh con này đi. Rồi, chìa khóa nữa nè. Ê, tao quýnh ra lửa sáng rực bầu trời. Ủa con sói bạc, mà quýnh sói bạc luôn kìa. Ê, chìa khóa vàng. Ê, cái gì vậy? Chìa khóa vàng. Coi chìa khóa vàng, khóa gì vậy? Ừ, chìa khóa vàng. Đó. Mày ê, sao lưng mày kia. Tao quýnh nó. Ê, chìa khóa vàng hình như là vô được. Chìa khóa vàng hình như là vô được trong thế giới rồi sao á. Mày phải nhảy lên mày quýnh mới ngon. Mày phải nhảy lên mày quýnh mới ngon. Đớp tao dấu vàng vô đây đi thật. Để cho bản thân được trở nên mạnh mẽ hơn. Ôi hơi bị hay mọi người ạ. Rồi bây giờ bèm tiếp nè. Sói mập nè. Con sói này sao nó mập địch quá vậy trời. Đâu rồi? Mày nhảy lên được á. Mày quýnh được hai cái là nó gãy liền à. Ê mình giữa thế giới là phạm xương đã quá ta. Ê giờ đi được đường nào nữa mày. Từ từ đi qua cái ô xanh kìa tao chạy cho. Bây giờ tụi em mấy này tao kiếm bớt chìa khóa đó. Kiếm chìa khóa hả? Đang kiếm chìa khóa tier 3 mà không ra. Không biết tier 2 thì cũng được rồi á. Đây nè. Cái đài này chắc là tao nghĩ là vô bên trong của người sói. Ngay chỗ cái đài xanh xanh này hả? Ừ. Tao đi tiêu diệt mấy con sói này. Sao sói nhảy ra nhiều lắm mà giờ đâu hết rồi. Bạn đây một đùi luôn rồi. Mày nhảy lên mày quýnh mạnh lắm đó. Một chiêu là gãy liền à. Đây là cái đền gì ta? Đền vô địch thiên hạ mày ơi. Đây là đền băm bay em ơi. Đây là đền của quỷ khắc máu mày ơi. Hai cục xương. Không có thấy chìa khóa gì hết. Chìa khóa đó nè. Tao tìm được chìa khóa thêm một không à.
Mày đang vô ơi, làm ơi, trong bạn nhậu, bạn nhậu. À, tao làm vua, tao làm vua. Ơi, con gọng kìa đây. Trong đền rồi hả? Đâu? Không biết con gọng. Ê, sao vô đây có âm thanh gì cũng Vampire không? Dragon mày ơi, tao được Vampire Dragon. Đâu? Cái gì á? Ghế thì ngồi được không ta? Tao làm vua, quỳ xuống con kìa. Mày là người sói mới gia nhập quân đoàn đúng không? Ủa, mày đang ngồi hả? Tao đang quỳ, tao ngồi, lộn, tao đang ngồi, phải tao đang quỳ, tao đang ngồi. Mày đang quỳ, đúng rồi, mày đang quỳ. Tránh ra để tao ngồi coi. Tránh ra, tránh ra, tránh ra, tránh ra, chỗ có tao, mày là con sói cười, đi ra chỗ khác. Ngồi được đâu? Tao có cách. Ui, mày trời ơi, tức quá, mày ra đó. Ơ, con sói, vô đây, vô đây, vô đây, vô đây. Con sói. Lại là khúc xương. Ghê mà ngồi ghế không ngồi được mọi người. Ghế lừa. Bên đây có cái trời ơi, có tủ sách nữa mày. Tủ sách nè. Đó, ngồi nè đàng hoàng chưa? Ngồi được rồi nè. Đó, lên thì dùng nhấn nút ngồi, không phải nó ngồi bằng chỗ kia. Tức nhờ, ai có gỗ đây? Cái gì? Cái gì vậy? Ê, đi lên trên đây có gì nè. Cái ghế này nó trơn chứ ta, lên tự đậu tuột xuống mọi người ạ. Tao đập mày về luôn. Mày giỡn mặt hả? Ô da, té. Cái ghế lâu đài à, lay che không tao ngồi. Sói tới. Đâu, sói nào? Mặt khiên lên chưa? Hết chìa khóa rồi mày ơi, hay sao? Đây. Vẫn chưa tìm ra được khu vực giật ở đâu. Đây, bên kia vùng đất trống hơn kìa. Đi tìm mấy khu vực tròn, mình sẽ vô được thế giới sói. Mày, ôi, tìm được chìa khóa nè, hai cây rồi. Ê, mày cầm cây đi núp, lỡ tí nữa tao vô được, mày không vô được, mày có chìa khóa vô. Đây. Bây giờ mình sẽ vô vượt khỏi nhà tù thôi. Theo tình hình là tao chưa thấy cái khu vực nào chưa vô được. Tìm cái u tròn giống như hôm bữa mình đi đung gòn á. Tìm cái u tròn đi, trong đây là thế giới. Thôi, nó dí theo Sonic mày nè. Chúng ta không cần về đâu, chúng ta đi thông qua thế giới được á. Ê, con mấy con sói nó dí đít mày nè. Ôi đông chứ mày. Tao chạy luôn. Mấy con dơi này biết cướp cái gì ta. Cái này mình chế cung rồng được mọi người, mình phải chế cung rồng mình mới. Mày con dơi rớt cái gì hết trời. Con dơi không rớt gì cho, cái kinh nghiệm. Ai biết mày là nó rớt cái gì sao. Không có khúc thịt luôn. Mày biết sao cái khiên tao đỡ không được ta. À, cái khiên Raylit đỡ thôi mày, không còn ngồi xuống mày, tao chơi Minecraft BL á, tao bị liệu mày. Ok, trở lại à, đẳng cấp. Ê, cái đài gì vậy trời? Cái đài sa mạc mummy mọi người ạ. Trời ơi, cái khiên nào mới kiếm được chỗ mày. Ok, đánh giờ đỡ khiên hơi quen tay nữa nha. Bây giờ vẫn bị nó cắn một cái mọi người ạ. Ok. Khá là quen tay rồi, điều khiển khá là quen tay rồi. Đâu tao. Ok. Ê, đây có con sói điện xì. Ui. Để tao đi với mày. Mày sói dí tao nè. Ê, có con sói mắt đỏ, mày quấn con này ơi. Trâu quá mày, con này trâu quá mày ơi, con này tao bay tao. Ui trời, đập con nó đi, đập con đi. Trâu mày, con này trâu ghê mày. Không rớt được gì luôn hả? Trời ơi. Mày hả bụi. Đi thôi, kệ nó đi, để kiếm. Để nó kiếm thêm đi. Ê, thì tao kiếm được rồi, để nó bơi bên đây nè. Đâu. Đây rồi. Đây nè, nhanh lên qua đi, nhanh lên. Đã tìm ra được cái gọi là khu vực vào cái nhà tù rồi mọi người. Đó, bây giờ mình sẽ gia nhập vào đội quân. Mình đang tính ra mình đang gia nhập đội quân của nó chứ, nhưng mà mình đã có chìa khóa rồi. Nhưng bây giờ mình cứ vào thôi mọi người. Đứng rồi, đứng sát cho đi. Tao sẽ mở cổng. Rồi, ok, được. Mở cổng rồi. Ủa, như tao phải mở nữa mày ơi. Không, mày đứng yên đó, mày tự vô được à. Ủa mày ơi, tao mới vô. Ui. Tao vô được luôn rồi. Ui, no.
Oh my god, oh my god, đông quá mọi người ơi, cái gì vậy? À. Ui, chết rồi, không ổn là Dương ơi, không ổn là Dương ơi. Oh my god. Cái khiên này giờ hữu dụng rồi đó, hữu dụng rồi đó. Ui mẹ ơi, mấy anh ơi, từ từ. Gì mà đông vậy? Nó đang giếm mày quá, tao xuống. Oh no 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 no. Leave me alone. Ui trời ơi, nó trâu quá mọi người ơi. Trời ơi đau quá. Mày chạy lên, mày chém nó, có nó rất là heavy cây á. Có rớt rồi. Ok, ta lượm được một chìa khóa heavy key nè. Đâu? Ta lượm được hai cái luôn. Đây đây đây, được chìa khóa đây. Ok, có heavy key chúng ta có thể đi vô sau được. Bây giờ tao phải ăn cái táo vàng. Trời ơi ghê mọi người. Vừa qua mà ơi, nó bè mình ghê luôn, trong khi mình cũng là giả danh người sói mà. Ơi, bây giờ sẽ có bốn cánh cổng luôn. Ba cánh cổng. À, chúng ta chinh phục ba cánh cổng. Ok, đi cổng này trước đi. Ơi, bảy. Ôi mẹ ơi. Cái này là đường hầm. Cái này là đường cống hầm. À, vô đây để lấy ba chìa khóa. Mày hả Bụi? Chết rồi. Ok, gãy chìa khóa rồi. Để lấy chìa khóa nó mở ra coi. Ui, bảy, cứ mới chạy nhanh à. Mọi người nghe tiếng không? Ôi, gì đâu biết không? Ui, mình chạy qua, chạy nhanh lên. Ê, ê, chạy nhanh lên, tốc độ lên, tốc độ lên. Ui, ghê của mày. Như... Ê, đừng vô cái cánh cổng đỏ, cánh cổng đỏ sẽ đưa mày về á. Lui, chị lui về đi. Ôi, vừa lại hả? Qua lại. Chạy nhanh lên. Có bảy kìa mọi người, đâm kìa mọi người. Ui, quay lại đi. Chúng ta phải tìm cái cánh cổng góc kìa. Ghê quá mọi người ạ. Giờ đi đường khác. Đường khác đi. Nghĩ là chọn cánh cổng này đi. Cánh cổng này có vẻ không ổn lắm. Đây bị đi chặt. Không biết nữa, chơi. Muốn bị giết một cái. Ê, nó có quái kìa. Mình sẽ không dùng mở cánh cổng đúng không ạ? Ok, đi quay lại đi, lấy chìa khóa đó thôi. Ok, mình nghĩ cánh cổng cuối cùng nó nằm ở đây rồi mọi người ạ. Ok, let's go. Ăn cái táo vàng vô đã. Tao cũng ăn cái táo vàng lấy ra não. Lấy nồi, chú có não. Ơi, hồi nãy nó bị rush game mọi người. Văng mình phải đánh lại cái cánh cổng này luôn. Bây giờ thử bây giờ mình vô lại cái chỗ này coi nó còn đi được tiếp tục cái cánh cổng này không. Ok, ba chìa khóa nè, qua nè. Chạy nhanh lên. Mình nghĩ là chui qua thế giới này luôn mọi người ạ. Ok, nó qua tiếp thế giới thứ hai mọi người ạ. Ủa? Kỳ vậy? Sao mình lại vô? Ê, đừng ra ngoài nó ơi, ta đang đứng chỗ cũ. Ở vô lại. Đứng đợi, tao đi tao vô lại. Từ từ. Oh my god. Hay là đi ra cánh cửa khác mày. Ôi rớt chìa khóa quá trời không lượm. Không, tao nghĩ là cánh cổng này dắt qua bên đó nhưng mà mình phải đi đúng cánh cổng á, nó kiểu như nó có cú lừa trong đây nè, nên một đi người. Hai bên nè. Đấy là hai bên, nãy mày đi bên kia. À tao bên phải là mày đứng đó nha, Để đừng đánh mất thế giới. Ơ? À? Dùng mới chưa? Ơ kìa, không được. Bây giờ, không mày cứ đứng mày thử đi, để tao mày giữ cái cổng đi, để tao đi qua mấy cái cổng khác. Mình sẽ đi, mình chinh phục cổng, mình trong đó để giữ cái cổng mọi người, để đỡ mất thế giới mọi người ạ. Ha, mình cũng hơi bị xa nha. Thằng này trâu quá mọi người, thằng này trâu bò thì thôi luôn ấy. Được, cánh cổng đây. Ok luôn. Mình không hiểu trong đây nó là cái gì nữa. Mật thất gì á mọi người ạ. Mình chưa tìm ra được cánh cổng mọi người ạ. Ok, bây giờ mình thử chìa theo một có đi được không nha mọi người.
Ok mọi người, tier 1 đi được. Tại vì nãy mình đi tier 2, còn tier 1 mình chưa đi mọi người à. Oh no 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 no. Chết luôn rồi. Ờ mọi người, nó có ba cánh cổng mọi người. Trong đó chỉ có duy nhất một cánh cổng có hòm quà cho người thắng cuộc thôi mọi người. Nhưng mà tier 2 mình vẫn chưa tìm được tier 3 mọi người. Nên thành ra là nãy giờ đi gần nửa tiếng đồng hồ chỉ để kiếm cái kiếm cái cánh cổng cuối cùng mà mình nghĩ là cánh cổng nó cũng như nhau chứ. Đây rồi. Không ngờ cánh cổng cuối cùng thì nó có cái rương, có cái chết như này. Mình nghĩ là nhanh lên nấp vô đây coi nè. Ui, đứng giữa. Trời ơi, mày biết không, phần thưởng của nó là một đống xương chó. Ủa? Trời ơi, mọi người thấy sao không? Tại vì người sói thì thích cái người sói thì thích xương mọi người, nên là ra cái hộp quà cho người thắng cuộc là một đống xương. Trời ơi, đúng rồi. Nó là mày, mày chơi cục thịt mày lấy xương mày. Đâu, tao có chơi đâu. Ấy đập cũng được mày, sao tao đây tao đập cũng được mày. Cái rương đó sao mà đập được? Mày, cái rương này sao đập được ta? Thử coi nè. Không đập được mọi người, cái rương này đẹp quá à. Ôi trời, nhìn nguy hiểm mọi người. Ok mọi người, chắc là mình nghĩ là chế độ người sói chứ tier 1, tier 2, tier 3 sẽ gặp con nào khác bây giờ. Chắc mình sẽ check ra cái chìa khóa tier 3 để mà mình đi thử cho mọi người. Bây giờ mình sẽ đi về cánh cổng này để mình đi gặp cái con boss đang trên hình nha mọi người. Con boss trên hình là tier 3 mọi người ạ. Còn cái cổng mình vô là tier 1 nha. Ok mọi người, bây giờ mình đã có chìa khóa tier 3. Bây giờ mình thử thách đi chui vô cánh cổng này bằng cái chìa khóa này nha mọi người. Lincoln tier 3 Dung Gion Key. Đó, mình vô đây. Không, tao mở cửa là mày vô được à. Mày ra lít dọc cửa là mày vô được à. Đúng như vậy mọi người. Ây 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 ây. Đây 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 đây, đúng rồi, tao thấy con boss đó. Bắt cho cuối nè, con chùm boss cuối nè. Ê, đúng rồi, tao vô. Nhanh mày, cho nó cắn tao chết luôn nè. Tao là siêu nhân sói mà nó cắn tao ghê luôn kìa. Rồi, ui mẹ ơi, sói đông thế. Mày dưới con nhỏ trước đi, con dưới con nhỏ đó đi. Ui cha. Mày. Xong xôi, con này trâu thế. Hình như tia ba nó trâu hơn sao mọi người ạ. Đớp chứ tao vàng cho chắc. Bên đây có gì đây? Ngủ nó chứ, trời. Nó ngủ luôn mày, Tao đi thẳng mày, tao nghĩ là đi thẳng là ok rồi, nó không cần phải đi vòng vòng đâu. Tao phải giết này cái đã, lấy chìa khóa. À, tao biết rồi, đi vòng vòng chi, biết chi không? Đang thu hoạch cái kia, đang thu hoạch cái kia đi qua cánh cổng cuối. À, để vượt khỏi nhà tù. Ok, để tao đi vô cánh cổng giữa coi đủ chìa khóa không nha. Một chìa, hai chìa, ba chìa, bốn chìa, không đủ mày ơi. Giống như chơi mini world mày, không qua được cánh cửa, mấy cánh cổng phải đủ tìm chìa khóa mới qua được. Hello bro, chan. Từ từ anh ơi. Từ từ anh ơi, nấp qua phủ nấp. Từ từ anh ơi. Mày hắn sói già chăng á, sói già chăng á. Đồ con sói GT. Ê mày, tao đó mày. Mày. Con này bị kẹt vô cái khu leo mọi người ạ. Mình cảm giác mình quýnh nó bị phản đam mọi người ạ. Mày, ok. Hai chìa khóa rồi. Con đúng là bị lát rồi, mày bị lát rồi nó xong đi đứng im vậy. Thôi rồi, để tao đi thôi. Mình đọc cân hết đám sói được. Ui mẹ, đông thế. Ui, đông quá mọi người ơi. Ok, bây giờ mình phải cân hết đám này để nó đánh vô được thế giới này rồi. Ơi, hai này tụi quýnh nhau mọi người. Hai này ngu vậy. Trâu như gì á, tính ra này nó trâu thôi luôn ấy. Con này căng lén tao nãy giờ. Mày căng lén.
Mình quýnh nó mình bị phản đam mọi người ơi. Chơi mày luôn nè. Mẹ nó đánh đông quá mọi người ạ. Biết có bao nhiêu cánh cổng mày, tao quýnh, tao farm được 4 chìa khóa này, 5 chìa khóa này. Nghĩ phá đống này là đủ chìa khóa luôn hả? Tao nghĩ đủ chìa khóa rồi đó. Rồi, mình nghĩ mà đủ chìa khóa luôn. Ui, nhé, nhé. Ây da, ây da, đầu thế. Mày làm gì mày đứng yên mày nhìn trời chồng, thấy mày bị lát vậy đó. Rồi, được rồi, để tao chuyển qua cánh cổng rồi. Ok mọi người, được rồi mọi người. Ui, đông vậy trời. Mày nói gì vậy? Tao tới rồi. Mày đúng là phế thiệt chứ. Ê, con đồng bự kia nó nằm yên một chỗ hả mày? Ok mọi người ơi, mình đã có được cái trứng rồng của nó đó mọi người. Hôm nay thu hoạch được hai quả trứng trong cái này, đó chính là Vampire và Lycan. Để cho tập sau mình và Núp sẽ cuộc đua mọi người. Con này là con công chúa đang ngủ hay sao mày ơi. Cho nó đi về trời luôn. Ê, nó nằm im mà. Ê, ai nó vậy kìa. Tao quánh nó chết luôn à. Gồng, mấy gồng là yếu lắm, mấy gồng là chú ý thử thách để mà mình chinh phục mọi người, chui quanh cánh cổng thôi mọi người. Để trở về thế giới thực tại mọi người. À, về cái chỗ này là mọi người, cái đó là thử thách vượt qua cánh cổng. Ok mọi người, cuối cùng thì mình đã hoàn thành được cái thử thách đi vô thoát khỏi nhà tù của tụi nó đó mọi người. Và kiếm được hai quả trứng ông xịn sò luôn mọi người. Đó là trứng con gì, con Vampire và trứng con Lycan. Thì mọi người muốn mình ấp trứng nào mọi người nhớ đem bình luận bên dưới nha. Ui, mày. Ok bây giờ thì bye bye mọi người nha. Nếu mọi người thấy video mình hay mọi người nhớ đem bình luận bên dưới nha. Bye bye.